truyền tích thứ 61, chuỗi hạt Mân Côi với Hiệp hội Kinh Mân Côi. Nói đến chuỗi hạt Mân Côi mà không nói đến hội Mân Côi là một sự thiếu sót, là vì như chúng ta đã biết qua nhiều hội thánh cũng như các thánh giáo phụ, khi ta lần một chuỗi hạt Mân Côi thì chỉ được ơn ích bằng một chuỗi Mân Côi. Nhưng nếu chúng ta có gia nhập hội Mân Côi, mà thí dụ hội Mân Côi có 100 người, thì khi ta lần một chuỗi hạt Mân Côi, chúng ta được hưởng 100 chuỗi hạt Mân Côi của 100 người khác hợp lại. Như vậy, nếu chúng ta là hội viên hội Mân Côi mà mình chỉ lần một chuỗi hạt Mân Côi thì bằng 100 lần chuỗi hạt Mân Côi. Xem ra như vậy ơn ích khác nhau biết bao. Bởi vậy, một người không vào hội Mân Côi và một người vào hội Mân Côi thì khác nhau biết chừng nào. Ở bài này, chúng tôi đề cập đến hội Mân Côi và nguồn gốc sự tích hội Mân Côi để quý độc giả thấy được sự quan trọng của hội Mân Côi. Đấng sáng lập hội Mân Côi chính là Thánh Domenico và Chân Phước Alain de la Roche. Các ngài đi đến đâu truyền bá chuỗi hạt Mân Côi thì cũng lập ngay hội Mân Côi ở nơi đó, để cho giáo dân gia nhập hội Mân Côi được hưởng nhiều ơn ích bởi việc đọc kinh Mân Côi, lần chuỗi Mân Côi. Vào năm 1470, Chân Phước Alain de la Roche đã thành lập hội Mân Côi đầu tiên tại tỉnh Douai, miền Bắc nước Pháp. Lúc mới đầu, hội được gọi là Hội Thánh Vịnh Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Đến sau, hội được giáo hội công nhận thì được gọi là Hiệp hội Kinh Mân Côi. Thánh Alain de la Roche, người đã có công vận động để hội thánh công nhận hội Mân Côi, thì ngài qua đời vào đúng thời gian hội thánh chính thức công nhận hội Mân Côi, ngày 8 tháng 9 năm 1475, cũng là ngày Chân Phước Alain de la Roche nhắm mắt từ giả cõi đời, thì thể theo ý nguyện của Hoàng đế Frederick Đệ Tam, vua nước Đức, giáo hội đã chính thức thừa nhận Hiệp hội Mân Côi. Chỉ trong 4 tháng đầu đã có 5.000 người ghi tên gia nhập hội Mân Côi. Cuối năm đó, số hội viên đã lên đến 50.000 người. Năm 1749, đã có 500.000 người xin gia nhập hội Mân Côi. Sau đó, hội Mân Côi đã phát triển rất mau chóng trên toàn thế giới Công giáo, nhất là từ đời Đức Giáo Hoàng Sixto thứ tư cho đến các vị giáo hoàng kế tiếp, đã ban rất nhiều đặc ân, đặc xá, đại xá, toàn xá cho những ai gia nhập hội Mân Côi. Các ngài cũng khuyến khích, tán thưởng giáo dân gia nhập hội Mân Côi. Ngày 2 tháng 10 năm 1898, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 ban hành tông sắc Ubi Primum, đề cập đến bản tính, luật lệ, nghĩa vụ, quyền lợi, đặc ân của hội Mân Côi. Như vậy, hội Mân Côi là do hội thánh sáng lập và trực tiếp chỉ huy, không phải là một hội do giáo hội địa phương thành lập. Cho nên, bất cứ ai, bất cứ ở đâu đều có thể xin gia nhập hội Mân Côi một cách dễ dàng. Tuy nhiên, để cho tiện việc sinh hoạt thì sau này, nếu ở địa phương mình ở có thành lập hội Mân Côi thì chỉ xin trở về với cộng đoàn mình là được. Theo nguyên tắc thì muốn trở thành hội viên hội Mân Côi, điều kiện rất đơn giản: được ghi danh vào sổ hội Mân Côi, lần hạt mỗi ngày 50, một chuỗi Mân Côi, luôn mang theo chuỗi hạt Mân Côi trong mình. Do đó, bất cứ ai được ghi danh và giữ các điều kể trên thì đương nhiên là hội viên hội Mân Côi. Cái lợi ích ngay trước mắt cho những ai gia nhập hội Mân Côi là được Đức Mẹ gìn giữ hồn xác mọi nơi, mọi lúc, ban cho rất nhiều ơn phần hồn, phần xác. Nếu có chết bất đắc kỳ tử thì cũng được Đức Mẹ che chở, cho được ơn cứu rỗi, ăn năn hối cải trong giờ lâm chung. Lời bàn: trong lịch sử đạo Công giáo cũng như trong truyền tích Đức Mẹ Mân Côi, Đức Mẹ đã cứu biết bao nhiêu người tội lỗi, hoặc có thói quen hàng ngày đọc một kinh kính mừng, hoặc mang trong mình chuỗi hạt Mân Côi. Như vậy mà còn được Đức Mẹ thương đoái xem cứu giúp, huống chi là những người gia nhập hội Mân Côi hàng ngày chỉ lần một chuỗi hạt Mân Côi thì còn được Đức Mẹ thương cứu giúp biết bao nữa. Vậy chúng ta hãy tích cực tham gia vào hội Mân Côi và khuyến khích cho nhiều người khác gia nhập hội Mân Côi, thì sẽ được Đức Mẹ tưởng thưởng chiến sĩ mũ xanh của Đức Mẹ. Có rất nhiều quan niệm sai lầm rằng chỉ cần lần chuỗi Mân Côi cũng đủ, cần gì phải vào hội Mân Côi, mất thì giờ, bó buộc. Chúng tôi đồng ý như vậy, nhưng nếu chúng ta có vào hội Mân Côi thì vẫn tốt hơn nhiều, là vì có khi ngại,
không muốn lần hạt, nhưng vào hội thì bắt buộc phải lần hạt. Hai cái khác nhau. Vả chăng Đức Mẹ cũng đã nói, Đức Mẹ ở đâu thì có chuỗi mân côi ở đó. Ở đâu có chuỗi mân côi thì Đức Mẹ cũng hiện diện nơi đó. Truyền tích thứ 62. Chuỗi hạt mân côi với Thánh Dominico, đứng sáng lập dòng Đa Minh. Nói đến chuỗi hạt mân côi mà không nói đến Thánh Dominico thì là một sự thiếu sót. Thánh Dominico sinh ngày 24 tháng 6 năm 1170 tại Caleruega, nước Tây Ban Nha, qua đời ngày 6 tháng 8 năm 1221 tại Bologna, nước Ý, hưởng thọ 51 tuổi. Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 9 phong ngài lên bậc hiển thánh ngày 11 tháng 7 năm 1234. Bài này chúng tôi không chủ trương viết tiểu sử thánh nhân, mà chỉ chú trọng đến một khía cạnh duy nhất là thánh nhân đã được Đức Mẹ hiện ra với người, trao cho ngài nhiệm vụ truyền bá kinh mân côi. Vì những tai họa do bè rối Albigense phá hoại, nhất là tại miền nam nước Pháp, một hôm thánh nhân đang cầu nguyện cho bè rối Albigense ăn năn trở lại thì Đức Mẹ hiện ra với người, có ba vị nữ hoàng và 50 trinh nữ theo hầu. Đức Mẹ phán bảo với thánh nhân: Hỡi con, Mẹ xin Thiên Chúa ơn cải tử hoàn sinh cho nhân loại, con hãy chịu khó đi rao giảng cho dân chúng cách cầu nguyện bằng kinh mân côi. Nói đến đây, Đức Mẹ chỉ vào ba đoàn trinh nữ mặc ba thứ màu áo khác nhau, trắng, đỏ, vàng. Người tiếp tục dạy cho thánh nhân ý nghĩa các màu nhiệm: năm sự vui, năm sự thương và năm sự mừng. Nhờ thị kiến đó mà thánh nhân biết rằng kinh mân côi sẽ là khí giới thần lực đánh bại các phe phái lạc giáo, cứu vãn giáo hội và nhân loại. Người đi đến đâu cũng giảng về chuỗi mân côi. Một hôm từ Fanzeo đến thành Proile giảng kinh mân côi. Người đến nhà thờ Proile đọc kinh mân côi, bỗng nhiên Đức Mẹ hiện ra phán bảo: Hỡi con, Mẹ đã nhận tấm lòng thành kính của con dâng cho Mẹ như những đóa hoa hồng hái trong mưa ướt. Domenico ngửa lên mà chẳng thấy gì. Ngài lại tiếp tục đọc kinh mân côi và cầu xin cho dân thành Proile ăn năn trở lại. Bỗng nhiên lại có tiếng nói: Hỡi con hãy hái cho Mẹ những hoa hồng bất diệt để Mẹ cứu các linh hồn. Thánh nhân hỏi lại Đức Mẹ: Mẹ chỉ cho con những hoa hồng nào hoàn hảo nhất? Đức Mẹ trả lời: Hoa hoàn hảo nhất là những kinh kính mừng mà con đang đọc. Domenico sung sướng vì đã tìm được bí quyết, với niềm hy vọng trào dâng lên. Bây giờ Đức Mẹ mới hiện ra rõ ràng, nghiêng mình và nâng cửa nhà thờ Proile cho Domenico bước vào. Mặt Đức Mẹ sáng láng, áo trắng như tuyết, ở tay và chân Đức Mẹ có hoa hồng tươi nở, tỏa hương thơm ngào ngạt. Domenico quay nhìn Đức Mẹ và chào kính: Kính mừng Maria đầy ơn phúc. Lập tức chính phẩm thiên thần hòa nhịp ca tụng Đức Mẹ. Người cũng được Đức Mẹ dẫn dắt lên trời thờ lạy Chúa Ba Ngôi, và thấy những chục kinh kính mừng mà Ngài đã đọc được đính lác đác trên ngai tòa Chúa. Tảng sáng, người trở về Fanzio rao giảng chuỗi mân côi. Nhờ đó bè rối Albigense bị tan rã, giáo hội lại được thanh bình. Đó là tất cả nguồn gốc kinh mân côi mà Thánh Domenico đã truyền cho nhân loại. Lời bàn: Việc Thánh Domenico vâng lời Đức Mẹ truyền giảng kinh mân côi đã được rất nhiều sách vở nói rất rõ ràng từ lâu. Chúng tôi chỉ lặp lại một chút sự tích để nói lên sự quan trọng của chuỗi hạt mân côi. Như vậy, chính Đức Mẹ truyền ban kinh mân côi cho nhân loại. Thánh nhân chỉ là người trung gian mang đến cho nhân loại phương thức đọc kinh mân côi, chứ thánh nhân không phải là đứng sáng lập kinh mân côi. Do đó, ta có thể nói kinh mân côi và chuỗi hạt mân côi là do từ trời ban xuống cho nhân loại. Hiểu được như vậy, ta mới quý trọng kinh mân côi và chuỗi hạt mân côi biết chừng nào. Truyền tích thứ 63. Chuỗi hạt mân côi với chương phước Alain de la Roche. Phải nói trong số các thánh chuyên đề về chuỗi hạt mân côi thì chương phước Alain de la Roche là một vị tông đồ đặc biệt của chuỗi hạt mân côi.
Đối với Thánh Domenico, ngài là vị chân phước hậu sinh. Vì Thánh Domenico sinh năm 1170 mà ngài sinh năm 1428, tức là sau 258 năm. Tuy nhiên, ngài cũng là một tu sĩ dòng Domenico. Chân phước Alain de la Roche có một đời sống rất tốt lành, thánh thiện, gương mẫu, được mọi người quý mến. Sau khi qua đời, ngài đã được phong chân phước và người ta thường gọi là chân phước Alain de la Roche. Chân phước Alain de la Roche và hội Mân Côi do ngài sáng lập năm 1470 có một ảnh hưởng lớn trong việc thành hình nên chuỗi Mân Côi như ngày nay. Dựa trên bằng chứng lịch sử, có người cho rằng chân phước Alain xứng đáng được gọi là cha của kinh Mân Côi hơn là thánh phụ Domenico, đấng sáng lập dòng thuyết giáo, tức dòng Domenico hiện nay. Chân phước cũng là người đầu tiên thuật lại chuyện Đức Mẹ trao ban chàng chuỗi Mân Côi cho Thánh Domenico và dạy thánh nhân cách cầu nguyện bằng kinh Mân Côi. Với một lòng yêu mến Đức Mẹ Mân Côi một cách thiết tha, với ước nguyện lớn lao muốn cho mọi người được nhận biết và yêu mến kinh Mân Côi. Do đó, vào năm 1470, chân phước đã cho thành lập hội Mân Côi đầu tiên tại tỉnh Douai, miền Bắc nước Pháp. Và sau này, ngài đã lập ra rất nhiều hội Mân Côi ở khắp nơi ngài đi giảng. Những hội Mân Côi là một tổ chức được giáo hội công nhận vì chính ngài đã vận động với hội thánh thừa nhận hội Mân Côi là một hội chính thức của giáo hội. Do đó, ngày 8 tháng 9 năm 1475 là ngày sinh nhật Đức Mẹ. Trước khi chân phước qua đời, theo lời thỉnh nguyện của hoàng đế Frederick đệ tam của nước Đức, giáo hội đã chính thức thừa nhận hội Mân Côi và truyền cho các nơi trong giáo hội. Chỗ nào có đông giáo dân thì nên thành lập hội Mân Côi cho giáo dân được hưởng nhờ những ân ích bởi hội Mân Côi. Sau thời gian vàng son đó, hội Mân Côi đã liên tục nhận được nhiều ân xá, đại xá do các đấng thẩm quyền của hội thánh, từ Đức Giáo hoàng Sixto thứ 4 cho đến các đức giáo hoàng kế tiếp thay nhau rộng ban ân xá cho những ai gia nhập hội Mân Côi. Theo chân phước Alain de la Roche thì bất cứ ai, bất cứ ở đâu mà muốn gia nhập hội Mân Côi thì chỉ cần thực hiện các điều đã quy định như đã kể trên thì đương nhiên là hội viên hội Mân Côi. Đấy là tất cả công trình vĩ đại của chân phước trong sự truyền bá kinh Mân Côi và hội Mân Côi ở khắp nơi trong giáo hội. Lời bàn. Ngày nay, người ta thấy giáo dân đâu đâu cũng mộ mến chuỗi Mân Côi và gia nhập hội Mân Côi, chính là công lao của chân phước Alain de la Roche. Hội Mân Côi là một hội chính thức của giáo hội công giáo có tính cách quốc tế, chứ không phải là một hội đoàn của địa phương do các giáo phận tổ chức theo nhu cầu từng giai đoạn. Do đó, chúng tôi cũng khuyến khích mọi người công giáo chúng ta nên gia nhập hội Mân Côi để được hưởng nhiều ân ích của Đức Mẹ Mân Côi. Xin nhớ rằng, đọc 10 kinh kính mừng hoặc 20 kinh kính mừng là để tỏ lòng kính mến Đức Mẹ, chứ không phải là kinh Mân Côi. Muốn đọc kinh Mân Côi do hội thánh chỉ dạy đúng cách là phải lần hạt 50 và ngắm 5 sự vui, 5 sự thương, 5 sự mừng và 5 sự sáng thì mới đủ điều kiện để được hưởng ân ích bởi kinh Mân Côi. Chính chúng tôi cũng đã thấy rất nhiều người nhiều nơi đã không hiểu rõ tôn chỉ mục đích của hội Mân Côi, nên đã có nhận định sai lầm rằng chỉ cần đọc 10 kinh, 20 kinh kính mừng thì cũng đủ để được gọi là kinh Mân Côi. Xin nhớ rằng, đọc 10 hoặc 20 kinh kính mừng để tôn vinh Đức Mẹ cũng là tốt rồi, nhưng không phải là kinh Mân Côi. Đã là kinh Mân Côi thì phải đọc 50, tức là một chuỗi, hoặc 100, tức là hai chuỗi, hoặc 150, tức 3 chuỗi, hoặc 200, tức 4 chuỗi, kèm theo các ngắm mùa vui, mùa sáng, mùa thương và mùa mừng, hai việc hoàn toàn khác nhau. Truyền tích thứ 64, chuỗi hạt Mân Côi với Thánh Luis Maria Grignon de Montfort. Trong các vị thánh được giáo hội chú trọng nhất, kể như là tông đồ kinh Mân Côi rất đắc lực ở thế kỷ thứ 17 là Thánh Luis Maria Grignon de Montfort. Thánh nhân sinh ngày 31 tháng 1 năm 1673 tại Brani Thượng. Montfort-sur-Mer-Louis là con út trong gia đình có 18 người con. Khi còn nhỏ, thánh nhân được giáo dục theo các cha dòng tên.
sau được đổi sang dòng Xuân Bích để trở thành vị đại thánh của thời đại, được chiều chức linh mục năm 1700, thánh nhân hoạt động truyền giáo nơi khoảng 10 giáo phận miền Bắc nước Pháp. Đi đến đâu, ngài cũng giảng về chuỗi hạt Mân Côi, khuyến khích giáo dân mộ mến chuỗi Mân Côi và gia nhập hội Mân Côi. Tác phẩm chính yếu của thánh nhân để lại là hai cuốn Bí mật Kinh Mân Côi và cuốn Thành thực sùng kính Đức Mẹ. Cả hai cuốn này đều là những tác phẩm nổi tiếng nhất bấy giờ nói về Đức Mẹ và việc tôn sùng Kinh Mân Côi. Xét về phương diện lịch sử thì cuốn Bí mật Kinh Mân Côi có một giá trị đặc biệt, giải thích và nói Kinh Mân Côi là kinh nguyện phổ thông nhất của giáo hội. Bí mật Kinh Mân Côi còn là một tài liệu lịch sử minh chứng ba điều sau đây. A. Kinh Mân Côi do thánh nhân dạy là Kinh Mân Côi chúng ta đang có ngày nay. B. Việc đạo đức này, tức Kinh Mân Côi, đã trở nên rất phổ thông, đến độ Kinh Mân Côi đã trở thành một dấu hiệu của người Công giáo. C. Kinh Mân Côi đã và đang được các nhà lãnh đạo tinh thần trong nhiều quốc gia tán dương và khuyến khích dùng để cầu nguyện. Nói về tài liệu của thánh nhân để lại cho việc sùng kính Đức Mẹ qua chuỗi hạt Mân Côi thì rất dài. Các bạn đọc có thể tìm đọc cuốn Bí mật Kinh Mân Côi của thánh nhân thì mới hiểu rõ được giá trị của Kinh Mân Côi như thế nào. Ở đây, chúng tôi chỉ nêu lên những khía cạnh mà thánh nhân đã truyền bá về chuỗi hạt Mân Côi. Thánh nhân đã nói và viết: những kẻ hư thân mất nết thường là kẻ khinh miệt đọc Kinh Mân Côi. Trong các kinh nguyện và việc phúc đức ta làm có hai việc rất quan trọng, đó là thánh lễ Misa và chuỗi hạt Mân Côi. Biết bao nhiêu phép lạ Đức Mẹ đã làm ban cho những ai mộ mến chuỗi hạt Mân Côi và ban rất nhiều ân ích cho những ai đeo chuỗi hạt Mân Côi ở dây thắt lưng hoặc ở cổ để tỏ lòng kính mến Đức Mẹ bề ngoài nữa. Thánh nhân thường xuyên đeo chuỗi Mân Côi ở cổ cho những ai bị quỷ ám, những bệnh nhân và kẻ tội lỗi, mất đức tin. Nếu gia nhập hội Mân Côi và đọc kinh chung với nhau thì được nhiều ân ích hơn đọc một mình. Thí dụ, đọc một mình trong một chuỗi Mân Côi thì được ân ích một phần. Nếu 10 người hợp lại đọc chung với nhau thì chuỗi Mân Côi được hưởng ân ích 10 phần. Khuyên bảo mọi người đọc kinh Mân Côi hàng ngày và truyền bá chuỗi hạt Mân Côi cho mọi người khác thì được kể là chiến sĩ tông đồ Mân Côi. Mỗi ngày, mỗi giáo dân nên đọc một tràng kinh Mân Côi hoặc ít nhất là một chuỗi nhỏ 50 kinh kính mừng, kính Đức Mẹ thì sẽ được rất nhiều ân ích khi còn sống cũng như khi chết. Đấy là tóm tắt tất cả những tài liệu mà thánh nhân đã phổ biến và dạy người ta về chuỗi hạt Mân Côi. Thánh nhân đã qua đời tại San Lorenzo Server, hưởng thọ 43 tuổi, được phong hiển thánh ngày 20 tháng 7 năm 1947. Lời bàn. Thánh Luis Maria Grignon de Montfort là một vị đại tông đồ của kinh Mân Côi. Ngài không những là nối tiếp công việc của thánh Domenico Chân Phước Alain de la Roque mà còn là một vị thánh điều chỉnh lại những hình thức đọc kinh Mân Côi chưa được trọn vẹn. Kinh Mân Côi mà chúng ta đọc như ngày nay là kinh Mân Côi mà chính thánh nhân đã sửa chữa lại cho hoàn hảo. Như vậy, xét về giá trị kinh Mân Côi và những vị thánh đã có công cổ võ đọc kinh Mân Côi là thánh Domenico Chân Phước Alain de la Roque và thánh Luis Maria Grignon de Montfort. Truyền tích thứ 65. Chuỗi hạt Mân Côi với Đức Giáo hoàng Pio thứ 5. Khi nói đến chiến thắng Lepanto với quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ năm 1571, tức là nói đến sự hoạt động rất đắc lực và lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi tuyệt vời của Đức Giáo hoàng Pio thứ 5. Đức Thánh Giáo hoàng Pio thứ 5 sinh hạ trong một gia đình nghèo ở Lombardia, nước Ý, vào dòng Đa Minh năm lên 15 tuổi. Sau khi lãnh chức linh mục, ngài làm việc cho tòa án hội thánh, được cử làm giám mục và thăng hồng y năm 1556. Ngài cai trị hội thánh chỉ có 6 năm, nhưng trong 6 năm ấy, ngài đã làm biết bao công việc cho hội thánh. Thánh Pio thứ 5 giáo hoàng sống rất đơn sơ, khó nghèo, không giống như một số giáo phẩm thời bấy giờ. Ngài rất nghiêm ngặt trong việc cai trị giáo hội, nghiêm trang xử phạt một số giáo sĩ đã không tuân thủ nhiệm vụ của mình. Ngài là gốc dòng Đa Minh nên rất có lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi.
Ngài khuyến khích giáo dân nâng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ và gia nhập hội Mân Côi. Khi chiến thắng Lepanto năm 1571, chính Đức Giáo Hoàng Pio thứ năm đã điều khiển hội thánh bằng truyền bá khắp nơi phải lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, xin cho quân sĩ Công giáo được chiến thắng quân Hồi giáo. Sau khi chiến thắng rồi, để tạ ơn Đức Mẹ, Ngài đã cho thành lập lễ Đức Bà chiến thắng và mừng lễ vào ngày 7 tháng 10 hàng năm, sau được đổi lại là lễ Đức Thánh Đức Mẹ Mân Côi. Ngài qua đời ngày 1 tháng 5 năm 1572, tức là ngày đầu tháng 5 kính Đức Mẹ. Điều này chứng tỏ Đức Mẹ đã ưu ái cho Ngài được qua đời trong tháng hoa kính Đức Mẹ. Sau chiến thắng Lepanto, để tạ ơn Đức Mẹ, Ngài đã truyền cho thêm vào kinh cầu Đức Bà một tước hiệu mới, Nữ Vương Đức Thánh Mân Côi, để nhắc nhở cho giáo dân nhớ chiến thắng Lepanto là nhờ sự cầu nguyện bằng chuỗi hạt Mân Côi. Ngài được tôn phong hiển thánh do Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 11 năm 1712. Lời bàn. Trong số các Đức Giáo Hoàng có lòng kính mến Đức Mẹ, phải kể Đức Giáo Hoàng Pio thứ 5 là một vị giáo hoàng tuyệt vời trong việc truyền bá lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi bằng chuỗi hạt Mân Côi. Ngoài ra cũng còn rất nhiều Đức Giáo Hoàng khác có lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi không kém Đức Giáo Hoàng Pio, như các Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13, Đức Giáo Hoàng Gioan thứ 23 và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Các Đức Giáo Hoàng cầm đầu hội thánh mà còn kính mến Đức Mẹ Mân Côi như thế, huống hồ chúng ta là những giáo dân bình thường, phải noi gương các ngài để nâng lần chuỗi Mân Côi và gia nhập hội Mân Côi kính mến Đức Mẹ. Truyền tích thứ 66, chuỗi hạt Mân Côi với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13. Có thể nói trong số các Đức Giáo Hoàng cai trị hội thánh từ đời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 5 cho đến nay thì không còn vị giáo hoàng nào có lòng kính mến Đức Mẹ và viết rất nhiều tông thư, tông sách, thông điệp có liên quan đến chuỗi hạt Mân Côi và khuyến khích cổ võ giáo dân nâng lần chuỗi hạt Mân Côi cho bằng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13. Ngài sinh ngày 2 tháng 3 năm 1810 tại Giacchino Pezzi, nước Ý, lên ngôi giáo hoàng ngày 20 tháng 2 năm 1878, qua đời ngày 20 tháng 7 năm 1903, hưởng thọ 93 tuổi. Suốt 25 năm cai trị hội thánh, Ngài đã đem vào hội thánh không khí cởi mở và tân tiến, làm cho các dân các nước phải nể vì và trọng kính ngôi vị giáo hoàng ở Vatican. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã dâng hiến cả đời giáo hoàng của mình phục vụ cho Đức Thánh Đức Mẹ Mân Côi. Ngài đã viết tất cả là 12 tông thư, tông sách, thông điệp đề cao chuỗi hạt Mân Côi và hằng khuyến khích giáo dân gia nhập hội Mân Côi và lần chuỗi Mân Côi hằng ngày kính Đức Mẹ. Trong các tông thư, tông sách ấy có tông thư Supremi Apostolatus ngày 1 tháng 9 năm 1883 đề cập đến chuỗi Mân Côi như sau: Mẹ được ca tụng với các tước phẩm cao trọng như Mẹ hằng cứu giúp, Mẹ yên ủi kẻ âu lo, nguồn an ủi của người đau khổ, Nữ vương các đạo binh, Nữ vương chiến thắng và hòa bình. Nhưng tước hiệu cao trọng hơn cả vẫn là tước hiệu Nữ vương Mân Côi. Cũng nên biết rằng sau khi 34 thông điệp được tuyên bố thì Đức Mẹ hiện ra ngày 13 tháng 10 năm 1917 tại Fatima tuyên bố: Ta là Nữ vương Mân Côi, để xác định thông điệp kể trên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13. Ngoài ra, tổng kết các thông điệp, tông thư của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 thì ta thấy có những ý nghĩa sâu sắc như sau: Kinh Mân Côi và Hội Mân Côi chính là do Hội Thánh, là của Hội Thánh công nhận và hằng khuyến khích giáo dân sử dụng kinh đó như là kinh thần vụ của Hội Thánh. Trong các việc ta làm để dâng kính Đức Mẹ thì không có việc làm nào mà Đức Mẹ ưa thích cho bằng chuỗi kinh Mân Côi. Ngài cũng đồng ý với Thánh Louis Maria Grignon de Montfort rằng chỉ có hai việc quan trọng nhất đối với người Công giáo là thánh thể và chuỗi hạt Mân Côi. Do đó, nếu ta giữ được hai điều này thì chắc chắn chúng ta sẽ nên thánh. Đã gọi là kinh Mân Côi thì phải khẩu nguyện và tâm nguyện. Khẩu nguyện là đọc ra thành tiếng bên ngoài, tâm nguyện là vừa đọc vừa suy ngẫm các mầu nhiệm vui, sáng, thương, mừng. Đã gọi là kinh Mân Côi
thì phải lần hạt tối thiểu là một chuỗi nhỏ 50. Nếu lần hạt được một tràng kinh Mông Côi, tức là 3 chuỗi 50, thì càng đẹp lòng Đức Mẹ. Mẹ luôn luôn ở sát cùng với con cái mẹ, khi sống cũng như khi chết, khi họ biết mẹ yêu thích chuỗi hạt Mông Côi như thế nào. Mẹ sẽ ban cho tất cả những điều gì họ xin, miễn là những điều đó đẹp lòng Chúa và đẹp lòng mẹ. Chúa đã trao tất cả quyền hành trên trời, dưới đất cho mẹ, thì mẹ có thể sử dụng quyền hành đó mà ban phát cho các con, miễn là các con biết tôn kính mẹ bằng chuỗi hạt Mông Côi. Đấy là tất cả ý nghĩa mà Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã viết và giảng giải về kinh Mông Côi. Do đó, chúng ta hãy nghe người và hằng mộ mến chuỗi hạt Mông Côi để làm đẹp lòng Đức Mẹ. Lời bàn. Từ trước tới nay, có rất nhiều người Công giáo, kể cả một số giáo sĩ, cũng coi thường kinh Mông Côi và hội Mông Côi là vì họ chưa hiểu được hết ý nghĩa và sự quan trọng của chuỗi hạt Mông Côi. Chúng ta đã thấy rất nhiều giáo xứ ở Mỹ này, cũng như các cộng đoàn Việt Nam ở các xứ đạo đã không mấy khi giảng giải về kinh Mông Côi cho giáo dân. Không những thế, họ còn tỏ vẻ thờ ơ với kinh Mông Côi và chuỗi hạt Mông Côi nữa. Nhất là đám thanh niên thiếu niên hiện nay, có khi họ không hiểu Mông Côi là gì và chuỗi hạt Mông Côi ra sao. Do đó mà khi đề cập đến chuỗi hạt Mông Côi thì họ tỏ ra khinh thường. Thật đáng tiếc. Cũng chính là vì cha mẹ không biết dạy dỗ con cái, tập cho con cái có thói quen lần chuỗi Mông Côi và mổ mến chuỗi Mông Côi ngay từ khi còn thơ ấu. Có lần chúng tôi rất ngạc nhiên khi hỏi một ông cụ già: "Bác có biết kinh Mông Côi là gì và có bao giờ bác lần chuỗi kinh Mông Côi kính Đức Mẹ không?" Thì bác trả lời: "Tôi chưa bao giờ nghe nói đến hội Mông Côi, mà chỉ nghe nói đến hội đền tạ trái tim Đức Mẹ hoặc hội Lejo Maria mà thôi." Chúng ta nên hiểu rằng tất cả các hội đoàn mang danh là hội của Đức Mẹ mà không có điều lệ đọc kinh Mông Côi thì không phải là hội đoàn của Đức Mẹ. Đấy là cái tai hại của ông cụ già cho đến ngày nay mà chưa bao giờ nghe nói đến tràng hạt Mông Côi. Thật là đáng tiếc. Cũng vì tại các nhà thờ người ta ít nói hoặc ít tuyên truyền về chuỗi hạt Mông Côi. Truyền tích thứ 67, chuỗi hạt Mông Côi với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Totus tuus ego sum est omnia mea tua sunt accipio te in mea omnia praebe mihi co tuum Maria. Tận hiến cho Đức Mẹ Maria. Thánh Louis Maria Crippon de Montfort đã đọc câu này có nghĩa là: "Con trọn vẹn thuộc về mẹ, và tất cả những gì của con là của mẹ. Con đón nhận mẹ vào tất cả những gì thuộc về con. Xin mẹ trao trái tim mẹ cho con. Lạy Đức Maria." Dựa vào câu kinh khi tận hiến của Thánh Louis Maria Crippon de Montfort mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã lấy hai chữ đầu của câu này để làm khẩu hiệu cho đời giáo hoàng của mình: Totus tuus, tất cả đời con thuộc về mẹ. Phải nói, trong giáo hội Công giáo, ngoài hai vị giáo hoàng nổi tiếng nhất về lòng sùng kính Đức Mẹ là Đức Giáo hoàng Pio thứ 5 và Đức Giáo hoàng Leo thứ 13, thì Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị là một vị giáo hoàng cũng rất nổi tiếng về lòng sùng kính Đức Mẹ, cho nên ta cũng có thể gọi Ngài là Giáo hoàng Mông Côi của thời đại hiện nay. Ngài tên thật là Carol Wontila, sinh ngày 18 tháng 5 năm 1920, tháng kính Đức Mẹ. Mới lên 8 tuổi đã mồ côi mẹ, cho nên Ngài đã nhận Đức Mẹ làm mẹ của mình. Ngay từ khi còn nhỏ, lúc thiếu thời, Ngài đã có lòng kính mến Đức Mẹ đặc biệt. Hằng ngày lần chuỗi Mông Côi, cho đến nỗi Ngài đã sợ rằng kính mến Đức Mẹ quá như vậy có phạm gì đến Chúa không. Nhưng khi Ngài đọc cuốn sách Bí mật kinh Mông Côi và cuốn Thành thực sùng kính Mẹ Maria của Thánh Louis Maria Crippon de Montfort, thì Ngài mới thấy rõ là ta chưa bao giờ kính mến Đức Mẹ cho đủ với điều mẹ mong ước, và ta càng kính mến Đức Mẹ bao nhiêu thì ta càng kính mến Chúa bấy nhiêu. Do đó Ngài đã nâng trót cả đời mình cho việc phục vụ Đức Mẹ, kể cả sau này khi lên ngôi giáo hoàng. Chính vì vậy mà Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã lấy khẩu hiệu Totus tuus,
Tài liệu lịch sử về Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị thì rất nhiều, không sao kể cho hết được trong một bài truyện tích ngắn ngủi này. Chúng tôi chỉ nêu bật sự mộ mến chủ mân côi của Ngài, vì lòng kính mến Đức Mẹ mà Ngài nhận thấy rằng chỉ có chủ hạt mân côi làm đẹp lòng Đức Mẹ hơn cả. Khi hiện ra với nhiều vị thánh, Đức Mẹ đã nói: trong các kinh chúng con đọc kính mến Đức Mẹ thì kinh mân côi là kinh đẹp lòng mẹ nhất. Thánh Luis Maria Grignon de Montfort cũng nói như vậy. Đối với người Công giáo chúng ta, chỉ có hai vấn đề quan trọng nhất, đó là thánh lễ Misa và chuỗi hạt mân côi. Cho nên Đức Giáo Hoàng luôn luôn sốt sắng lần chuỗi mân côi. Bất cứ đi đâu, làm việc gì thì Ngài cũng thường lần chuỗi mân côi. Người ta luôn thấy Ngài tay cầm chuỗi mân côi khi đi bách bộ, ngồi trên xe, trên máy bay. Chuỗi hạt mân côi đã có 7-8 thế kỷ nay, không một vị giáo hoàng nào có ý thay đổi, nhưng được Đức Mẹ soi sáng, Ngài dám làm một việc hết sức vĩ đại. Đó là tông thư Rosarium Virginis Mariae nói về ý nghĩa kinh mân côi, thêm vào trang chuỗi mân côi năm sự sáng. Nhất là Ngài đã lập ra một năm mân côi để khuyến khích giáo dân nâng lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ. Đây là một việc làm hết sức khôn ngoan và có tình, có lý. Nếu trước kia chỉ có ba mùa vui, thương, mừng thì thiếu hẳn một thời kỳ Đức Chúa Giêsu ra giảng đạo và lập bí tích thánh thể. Như chúng ta đã biết, bí tích thánh thể là một bí tích quan trọng nhất trong Hội Thánh Công giáo. Cho nên ngày nay trang chuỗi mừng côi không còn là 150 kinh như trước đây, mà là 200 kinh kính mừng. Như vậy mới diễn tả được hết cuốn Tân Ước. Chính vì lòng kính mến Đức Mẹ qua chuỗi hạt mừng côi mà khi sống, Đức Mẹ đã phù hộ cho Ngài được sức mạnh cai trị Hội Thánh suốt 24 năm trường. Và đến giờ lâm tử, Ngài cũng được Đức Mẹ ưu ái rước Ngài về thiên đàng vào đúng ngày thứ bảy đầu tháng, ngày 2 tháng 4 năm 1205. Cũng xin nhớ rằng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã bị ám sát hụt vào ngày 13 tháng 5 năm 1978, cũng là ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất tại Fatima. Lễ an táng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị được diễn ra trong khung cảnh hết sức cảm động và tiếc thương của gần 2 triệu người Công giáo có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô. Đó là tất cả vì lòng kính mến Đức Mẹ mân côi của Ngài mà có được như vậy. Tóm lại, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị là vị giáo hoàng của Đức Mẹ. Chính Đức Mẹ đã chọn Ngài cách riêng, cả thế giới đều biết Ngài. Không bao giờ Ngài phát biểu lời nào mà không nhắc tới Đức Trinh Nữ Maria. Không một tài liệu nào của thời đại giáo hoàng của Ngài mà không kết thúc bằng lời nguyện cùng Đức Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa. Để tỏ lòng kính mến Đức Mẹ và để truyền bá lòng sùng kính Đức Mẹ cho mọi người, Ngài đã cho thành lập năm mân côi. Có thể nói từ xưa đến nay chưa bao giờ Hội Thánh đã cho thành lập một năm mân côi như vậy. Năm mân côi phát động từ ngày 16 tháng 10 năm 2002 cho đến tháng 10 năm 2003. Ngài tuyên bố: tôi muốn rằng kinh nguyện mân côi trong năm nay phải được làm nổi bật trong cộng đồng Kitô khắp thế giới. Sau khi tông thư được ban bố cùng với ngày giờ ấn định cho năm mân côi thì toàn dân Công giáo nhiệt liệt hưởng ứng. Tại các nước Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, một chiến dịch trầm rộ được tổ chức cho mọi người tham gia việc đọc kinh mân côi. Tại các giáo phận ở Ý, người ta vận động cho các trẻ em từ 5 tuổi trở lên đọc kinh mân côi cùng với cha mẹ và gia đình. Lời bàn: đã đành rằng các đức giáo hoàng lên cầm quyền giáo hội thì vị nào cũng có lòng sùng kính Đức Mẹ, nhưng cũng có những vị nổi bật hơn như Đức Giáo Hoàng Pio thứ 5, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Ngoài ra còn có tới 16 vị giáo hoàng khác cũng đặc biệt chú trọng đến kinh mân côi và khuyến khích người ta gia nhập hội mân côi và năng đọc kinh mân côi. Nói lên như vậy để chứng minh rằng Hội Thánh đời nào cũng vậy, luôn luôn thúc giục con cái mình hãy mộ mến chuỗi mân côi và năng lần chuỗi mân côi, trả bù lại với một số người cho kinh mân côi ngày nay là kinh tầm thường, chỉ dành cho mấy ông bà cụ già đọc để dọn mình chết mà thôi. Truyền tích thứ 68: chuỗi hạt mân côi với Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12.
Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 là vị giáo hoàng rất thông minh, khôn ngoan trong thế kỷ 20 này. Ngài lên ngôi giáo hoàng thay thế cho Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 ngay trong thời chiến tranh thứ hai rất là tàn khốc giữa quân Trục tức Đức, Ý, Nhật và quân đồng minh tức Pháp, Anh, Nga. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 sinh ngày 2 tháng 3 năm 1876 tại Roma, nước Ý. Lên ngôi giáo hoàng từ năm 1939 cho đến năm 1958. Có thể nói, cuộc đời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 gắn liền với biến cố Fatima. Ngài đã chịu rất nhiều đau khổ khi thấy con cái đang phải chịu bao nhiêu cảnh tang thương do chiến tranh thứ hai gây ra, nhất là khi thấy rất nhiều người Do Thái đang bị Đức Quốc xã tàn sát tại rất nhiều nơi. Đức Giáo Hoàng đã đứng ra can thiệp cho những người Do Thái vô tội, nhưng chẳng được kết quả là bao nhiêu. Không những thế, Tòa Thánh Vatican lúc bấy giờ cũng còn bị đe dọa bởi tay độc tài Adolf Hitler nếu không có Thủ tướng Mussolini đồng minh với ông ta đứng ra gián tiếp can thiệp. Hitler hỏi Mussolini: "Ông giáo hoàng ấy có mấy sư đoàn?" Đó là một câu hỏi rất ngược ngạo. Thế mà sau này khi có án phong chân phước cho Đức Pio thứ 12 thì người Do Thái lại làm đơn tố cáo là Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 không hề bên vực gì cho dân Do Thái cả. Ngài được phong chức giám mục đúng vào ngày 13 tháng 5 năm 1917, ngày mà Đức Mẹ đã hiện ra lần đầu với ba thánh trẻ tại Fatima. Theo sự tiết lộ của chị Lucia, muốn cho nước Nga trở lại thì Đức Giáo Hoàng hợp cùng các đức giám mục hoàn cầu để dâng cả loài người và cách riêng nước Nga cho Đức Mẹ, thì Đức Mẹ sẽ cứu nước Nga. Do đó mà Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã dâng cả loài người và cách riêng nước Nga cho trái tim vẹn sạch Đức Mẹ vào ngày 8 tháng 12 năm 1942, cùng với một bản kinh do chính Ngài soạn thảo mà ngày nay người Công giáo vẫn hay đọc trong các nhà thờ dịp lễ kính trái tim Đức Mẹ. Trong thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 có những sự kiện hết sức quan trọng như sau. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 rất có lòng sùng kính Đức Mẹ và năng lần chuỗi mân côi, cho nên vào những dịp lễ trọng kính Đức Mẹ thì Ngài thường mời gọi các thanh thiếu niên ở Roma đến Tòa Thánh Vatican cùng Đức Giáo Hoàng lần chuỗi mân côi và cùng Đức Giáo Hoàng cầu nguyện với Đức Mẹ mân côi xin ơn hòa bình cho thế giới. Và chỉ vài năm sau đó thì chiến tranh thứ hai chấm dứt, quân Trục thua và ký hòa ước với quân đồng minh, hòa bình trở lại. Kiểm điểm lại, có cả 2 triệu quân dân đã chết dưới bom đạn của cả hai bên. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã tổ chức Đại hội Quốc tế về thông điệp Fatima ngày 13 tháng 10 năm 1951 để truyền bá chương trình thực hiện 3 mệnh lệnh Fatima và tuyển chọn những hiệp sĩ can đảm dân mình cho trái tim Đức Mẹ Fatima để truyền bá 3 mệnh lệnh Fatima. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã ban thông điệp Benedicite Deum Coeli ngày 31 tháng 10 năm 1942 kêu gọi thế giới Công giáo hãy thực hiện chương trình thực hiện 3 mệnh lệnh Fatima, trong đó có mệnh lệnh 3 là đọc kinh mân côi. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã tuyên bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời vào ngày 1 tháng 11 năm 1950 theo thông điệp Munificentissimus Deus. Do đó có thể tưởng thưởng Đức Giáo Hoàng về việc Ngài tuyên bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời và chương trình thực hiện 3 mệnh lệnh Fatima. Đức Mẹ đã cho Ngài được xem thấy phép lạ mặt trời nhảy múa ngày 13 tháng 10 năm 1917 tại Fatima, ngay tại vườn hoa Vatican vào các ngày 30, 31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11 năm 1950. Ngài đã qua đời vào đúng ngày 13 tháng 10 năm 1958, ngày mà Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng tại Fatima. Âu cũng là một sự trùng hợp rất có ý nghĩa. Lời bàn. Thời Thế chiến thứ hai, người ta đã nói rất nhiều đến Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12. Ngài rất có tài ngoại giao, đã từng là sứ thần tòa thánh tại Đức Quốc và rất nhiều nước khác ở châu Âu. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 rất thông minh và cũng rất nghiêm khắc, nhưng Ngài lại có lòng kính mến Đức Mẹ. Bất cứ công việc gì khó khăn của giáo hội, Ngài đều chạy đến cùng Đức Mẹ và xin Mẹ phù trợ thì đều được như ý cả.
chiến tranh thế giới thứ hai sớm chấm dứt là do lời cầu nguyện bằng chuỗi hạt mân côi của toàn thể những người Công giáo Âu Châu lúc bấy giờ. Truyền tích thứ 69, chuỗi hạt mân côi với Đức Giáo Hoàng Gioan thứ 23. Đức Gioan 23 sinh ngày 25 tháng 11 năm 1881, lên ngôi Giáo Hoàng từ ngày 28 tháng 10 năm 1958 cho đến ngày 3 tháng 6 năm 1963. Triều đại của Ngài rất ngắn ngủi, nhưng Ngài đã làm những việc hết sức quan trọng, đó là chuẩn bị cho công đồng Vatican II. Ngài đã đến đền thờ Loreto để kính viếng Đức Mẹ và dâng công đồng cho Đức Mẹ phù trì, hộ giúp để được thành công mỹ mãn. Khai mạc công đồng vào đúng ngày 11 tháng 10 năm 1962 dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Xin lưu ý, lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa trước kia nhằm vào ngày 11 tháng 10 hàng năm, kỷ niệm công đồng Efeso năm 431 tuyên bố tín điều Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, sau mới đổi lại ngày 1 tháng 1 hàng năm để dâng ngày đầu năm cho Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Từ xưa tới nay, chưa có một công đồng nào đưa ra một hiến chương chính thức về Đức Mẹ. Chỉ có công đồng Vatican II thảo ra chương 8 đặc biệt đưa vào hiến chế tín lý giáo hội nói về Đức Maria. Đức Giáo Hoàng Gioan thứ 23 rất có lòng kính mến Đức Mẹ và cũng nâng lần chuỗi mân côi hàng ngày. Ngài có thói quen mỗi ngày lần đủ 150 kinh kính mừng, tức là 3 chuỗi 50. Ngay sau khi lên ngôi Giáo Hoàng ngày 28 tháng 10 năm 1958, Ngài đã ra thông điệp Gratia Recordatio ngày 26 tháng 9 năm 1959, khuyến khích giáo dân nâng lần chuỗi mân côi và gia nhập hội mân côi. Ngài còn nói, kinh mân côi là hơi thở của mỗi tâm hồn. Cả đời Đức Giáo Hoàng Gioan thứ 23 gắn liền với Đức Mẹ một cách mật thiết, nhất là trong khi chầu Thánh Thể. Bao giờ Ngài cũng lần chuỗi mân côi trước Thánh Thể. Trong cuốn nhật ký Ngài có viết một đoạn sau đây: tôi đã dốc lòng giữ mãi hàng ngày lần chuỗi mân côi 150. Phương pháp này giúp tôi trong mọi công việc chăn dắt và giảng dạy của một vị giáo hoàng và là cha linh hồn của mọi người. Lời bàn: Đức Giáo Hoàng Gioan thứ 23 là một vị cha già khả kính, được mọi người tôn kính, yêu mến. Cuộc sống của Ngài rất đơn sơ, giản dị, đặc biệt là Ngài có lòng kính mến Đức Mẹ và nâng lần chuỗi mân côi. Chúng ta hãy noi gương Ngài làm giáo hoàng với trăm công nghìn việc mà vẫn dành thì giờ để đọc được 3 chuỗi mân côi mỗi ngày. Còn chúng ta thì có người tìm hết lý do này, lý do khác để tránh né việc lần chuỗi mân côi. Truyền tích thứ 70, chuỗi hạt mân côi với nhiều vị giáo hoàng khác. Sở dĩ chúng tôi lấy gương nhiều vị giáo hoàng để làm chứng cho việc cần thiết và sự quan trọng của chuỗi hạt mân côi là vì bản chất của chuỗi hạt mân côi đã là rất quan trọng rồi, nhưng gần đây cũng có một thiểu số coi thường chuỗi hạt mân côi. Đó là một kinh tầm thường, chỉ dành cho mấy ông bà già đọc mà thôi, còn thanh niên thì phải làm những việc khác quan trọng hơn. Cho nên chúng ta cần phải biết giá trị của kinh mân côi do các đức giáo hoàng, các thánh, các nhà khoa học tôn kính, yêu mến biết chừng nào. Ngoài các đức giáo hoàng như đã kể trên, thì còn rất nhiều vị giáo hoàng khác đã nói, đã viết và hằng khuyến khích giáo dân nâng lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ. Đức Giáo Hoàng Alexandre thứ 7 năm 1655 năm 1667, nhà đại hùng biện, đã quả quyết công nghiệp Thánh Domenico rao giảng chuỗi hạt mân côi có thể giữ vững được hội thánh. Đức Giáo Hoàng Nicola thứ 5 năm 1447-1455 gọi chuỗi hạt mân côi là cây trường sinh, chữa kẻ chết sống lại, kẻ liệt khỏi bệnh. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 5 năm 1556-1572 nói, nhờ hội mân côi được phát triển khắp nơi mà giáo dân trở nên thánh thiện, đánh tan các bè rối. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 10 năm 1513-1521 khuyến khích thành lập các hội mân côi tại các địa phận và giáo xứ. Ngài gọi các hội mân côi là chiến lũy ngăn cản sự giữ và tường lũy
ngăn cách xua đuổi ma vương ác quỷ. Đức Giáo Hoàng Giulio đệ Tam năm 1550-1555 gọi Kinh Mân Côi là cửa thiên đàng, là vinh quang của giáo hội. Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 13 năm 1572-1585 nói Kinh Mân Côi từ trời ban xuống cho nhân loại để ngăn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng Sixto thứ 4 năm 1471-1484 tuyên bố Kinh Mân Côi tăng sức mạnh để mọi người tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi và tôn vinh Đức Mẹ Maria. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 năm 1846-1878 nói võ khí mạnh nhất ta cầm trong tay là chuỗi hạt Mân Côi. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 năm 1878-1903 được mệnh danh là Giáo Hoàng Mân Côi đã nói không lời nào cầu nguyện giúp ta thêm lòng sùng kính Đức Mẹ cho bằng Kinh Mân Côi. Ngài cũng khuyên các giáo hữu sốt sắng tích cực tham gia các hội Mân Côi để được nhiều ân ích như Đức Mẹ đã hứa với Thánh Domenico, Thánh Nữ Genevieve và Thánh Nữ Matilda. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 năm 1903-1914 suốt đời lần chuỗi Mân Côi liên tiếp và coi chuỗi Mân Côi là phương pháp tối hảo để chứng chỉnh mọi việc trong giáo hội. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 năm 1939-1958 nói trong các kinh để tỏ lòng sùng kính Đức Mẹ thì chuỗi Mân Côi là cao quý nhất. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 năm 1958-1963 ban hành thông điệp Gratia Recordatio ngày 26 tháng 9 năm 1959 khuyến khích giáo dân nâng lần chuỗi Mân Côi và gia nhập hội Mân Côi. Ngài còn nói Kinh Mân Côi là hơi thở của tâm hồn. Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 năm 1963-1978 đã ra tông thư Recurrence Mensis ngày 7 tháng 10 năm 1969 kêu gọi mọi người hãy quay về với Đức Mẹ cầu xin hòa bình bằng chuỗi hạt Mân Côi. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị năm 1978 năm 2005 là người con đặc sủng của Đức Mẹ Mân Côi. Ngài thường lần chuỗi Mân Côi trước mặt mọi người. Ngài đã ban hành tông thư Rosarium Virginis Mariae thêm năm sự sáng vào chuỗi Mân Côi. Ngài cũng là vị giáo hoàng Mân Côi nổi bật trong các vị giáo hoàng có lòng sùng kính Đức Mẹ nhất. Trên đây là những thí dụ điển hình của các đức giáo hoàng có lòng sùng kính chuỗi hạt Mân Côi một cách đặc biệt. Các ngài là những người cầm đầu hội thánh có chức cao quyền trọng mà vẫn còn kính mến chuỗi hạt Mân Côi như thế, thì tại sao nhiều người trong chúng ta lại thờ ơ, lãnh đạm với Kinh Mân Côi? Ngoài ra, còn biết bao nhiêu vị thánh nổi tiếng ca ngợi chuỗi hạt Mân Côi như Thánh Bernardo, Thánh Gioan Kim Khẩu, Thánh Luis Maria Crignon de Montfort, Thánh Thomas Tiến Sĩ. Lời bàn. Có thể nói được rằng hầu hết các thánh ai cũng đều có lòng kính mến Đức Mẹ bằng chuỗi hạt Mân Côi, kể cả các thánh tử đạo. Khi bị điều ra pháp trường, các ngài còn lần chuỗi Mân Côi cho đến khi đao phủ chém đứt đầu. Ôi, chuỗi hạt Mân Côi của Đức Mẹ cao quý thay. Tất cả đều được ơn ích khi còn sống cũng như khi đã chết bằng chuỗi hạt Mân Côi. Phải thú thật, khi viết những bài này, chúng tôi phải nghiên cứu, tìm tòi, trích dịch, cho nên cảm thấy hiểu biết về chuỗi hạt Mân Côi hơn trước và cũng tự cảm thấy mình mộ mến chuỗi hạt Mân Côi hơn trước nữa. Cảm tạ Chúa và Đức Mẹ Mân Côi. Ước gì tất cả những ai đã đọc hoặc nghe cuốn sách này đều được hiểu biết sâu sắc về Kinh Mân Côi và chuỗi hạt Mân Côi. Truyền tích thứ 71. Chuỗi hạt Mân Côi với Công đồng Vacantino II. Công đồng Vacantino II khai mạc ngày 11 tháng 10 năm 1962 dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Từ xưa tới nay chưa có một công đồng nào đưa ra một hiến chương chính thức về Đức Mẹ. Nếu có, chỉ là xác định một hai điểm có liên quan đến Đức Mẹ như công đồng Efeso, Florence, Trente, vân vân. Đây là lần đầu tiên công đồng Vacantino II thảo ra chương 8 đặc biệt đưa vào tính lý giáo hội nói về Đức Maria. Học thuyết này được trình bày trên khía cạnh lịch sử.
Đức Mẹ là chóp đỉnh cựu ước và khai sinh ra tân ước. Khái niệm chương 8 về Đức Mẹ có 5 phần. 1. Xác định vị trí Đức Maria trong giáo hội. 2. Định vị Đức Mẹ trong ngôi hai nhập thể. 3. Tương quan giữa Đức Mẹ và giáo hội. 4. Bổn phận giáo dân đối với Đức Maria. 5. Đức Mẹ là niềm hy vọng cho dân Chúa. Ở đây, chúng tôi chỉ trình bày một điểm duy nhất là bổn phận người Kitô hữu đối với Đức Maria. Đức Maria vừa là đấng trung gian, vừa là đấng đồng công cứu chuộc, vừa là mẹ hội thánh, mẹ nhân loại, thì bổn phận của người giáo hữu đối với Đức Mẹ Maria là phải tôn kính đặc biệt, khác hẳn với sự tôn kính các thánh, vì Đức Maria là nữ vương các thiên thần và các thánh nam nữ, cho nên phải gọi là biệt kính. Không phải thờ phượng, chúng ta chỉ thờ phượng một Thiên Chúa ba ngôi, tôn kính các thánh và biệt kính Đức Maria. Thánh Công Đồng dạy chúng ta hãy nhiệt tình phát huy lòng sùng kính Đức Mẹ, nhất là trong phụng vụ. Hãy coi những việc thực hành đạo đức này nhằm suy tôn Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, như năng đọc kinh Mân Côi, cầu nguyện cùng Mẹ, xin Mẹ là đấng trung gian thần diệu cầu bầu cho chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Vì Đức Mẹ là con đường ngắn nhất, bảo đảm nhất, dễ dàng nhất và hoàn hảo nhất. Trước khi bế mạc Công Đồng, Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 đã tuyên bố một quyết định quan trọng chính thức: Đức Maria là Mẹ Hội Thánh và là Mẹ Nhân Loại. Lời bàn: việc Công Đồng Vacantino II đưa ra một chương 8 đặc biệt trong hiến chế tín lý giáo hội nói về Đức Maria là Đức hợp tình, hợp lý, là vì đã có rất nhiều phe phái nổi lên chống phá các tín điều về Đức Mẹ, cũng như họ chỉ coi Đức Mẹ là một người phụ nữ bình thường, mà Đức Chúa Giêsu chỉ mượn cung lòng Mẹ để sinh ra làm người, chứ Đức Mẹ không phải là Mẹ Thiên Chúa. Đó là một luận điệu xuyên tạc, ngụy thuyết xúc phạm đến Đức Trinh Nữ Maria. Vậy chúng ta phải năng đọc kinh đền tạ trái tim Đức Mẹ vì những sự xúc phạm đó. Chính vì thế mà Công Đồng Ephesos năm 431 đã long trọng tuyên bố Đức Mẹ thật sự là Mẹ Thiên Chúa Theotokos. Vì Đức Chúa Giêsu có hai bản tính Đức Chúa Trời và bản tính loài người, cho nên Đức Mẹ là Mẹ trọn vẹn Đức Chúa Giêsu. Mà Đức Chúa Giêsu có bản tính Đức Chúa Trời thì Đức Mẹ cũng là Đức Mẹ Chúa Trời. Truyền tích thứ 72: Chuỗi hạt mân côi với Thánh nữ Faustina. Thánh nữ Faustina, người Ba Lan, sinh ngày 25 tháng 8 năm 1905, qua đời ngày 5 tháng 10 năm 1938 tại dòng nữ tu Đức Bà Thương Xót ở Dachau, đã được tôn phong hiển thánh ngày 30 tháng 4 năm 2000. Tiểu sử của thánh nhân rất dài, muốn biết rõ chi tiết cuộc đời thánh nhân thì phải đọc cuốn nhật ký Diary Divine Mercy in My Soul thì mới thấy rõ được lòng thương xót của Chúa Giêsu đối với nhân loại như thế nào. Ở đây chúng tôi chỉ phát họa qua một chút truyền tích về thánh nhân để nói lên ý nghĩa chuỗi hạt lòng thương xót Chúa như thế nào. Vào dòng năm 20 tuổi, chị làm những công việc rất tầm thường như làm bếp, trồng rau, giữ nhà. Cá tính đặc biệt của chị là khiêm nhường và vâng lời, nên ngày 22 tháng 5 năm 1931, Chúa Giêsu đã hiện ra với chị để trao một thông điệp vĩ đại về lòng thương xót Chúa cho toàn thể nhân loại. Chúa đã trao cho chị nhiệm vụ làm sứ giả, công cụ và trung gian của lòng thương xót Chúa. Thông điệp của lòng thương xót Chúa nói lên Chúa yêu thương hết thảy mọi người chúng ta. Chúa đã cho chị thấy một thị kiến. Chúa hiện ra trong trang phục màu trắng, bàn tay giơ lên cao để chúc lành, bàn tay trái thấp hơn con tim. Từ nơi đó xuất phát hai luồng ánh sáng, một luồng đỏ và một luồng trắng. Chúa Giêsu nói với chị: con hãy họa một bức tranh giống như con đã thấy, kèm theo chữ: lạy Chúa Giêsu, con tin cậy nơi Chúa. Ta hứa linh hồn nào tôn sùng ta qua ảnh này sẽ không bị hư mất. Đặc biệt, Chúa đã ban cho chị một công thức để lần chuỗi kính lòng thương xót Chúa. Ngày 13 tháng 9 năm 1935, Chúa phán bảo chị: con hãy lấy chuỗi hạt mân côi của Mẹ Thánh Cha để dùng làm chuỗi hạt kính lòng thương xót của Cha.
thay vì đọc kinh lạy cha thì đọc lạy cha hằng hữu, con xin dâng lên cha mình thánh, mẫu thánh, linh hồn và thiên tính của con yêu dấu cha là Đức Chúa Giêsu, con yêu quý của cha, để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Thay vì đọc 10 kinh kính mừng thì đọc vì cuộc tử nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Chúa Giêsu cũng phán bảo chị: ai đọc chuỗi hạt lòng thương xót Chúa thì cứu được nhiều linh hồn khỏi xa hỏa ngục, nhất là cho những người đang hấp hối thì được ơn dọn mình chết lành. Như vậy, chính Chúa Giêsu đã truyền phương tiện đọc kinh kính lòng thương xót Chúa. Điều đó rõ ràng là Chúa muốn kết hợp chuỗi hạt mân côi với chuỗi hạt kính lòng thương xót Chúa làm một, mà ta có thể gọi chung là chuỗi hạt mân côi lòng thương xót Chúa. Vậy, kể từ nay, mỗi khi lần chuỗi mân côi, chúng ta nhớ rằng chúng ta cũng đang lần chuỗi kính lòng thương xót Chúa. Thánh nữ Faustina rất có lòng sùng kính Đức Mẹ. Từ khi còn ở nhà cho đến khi vào tu viện năm 20 tuổi, thánh nữ thường kết hợp chầu thánh thể và lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ để cầu nguyện cho những người tội lỗi ăn năn trở lại và cho thế giới được hòa bình. Lời bàn: những thánh nhỏ bé thường lại là những vị thánh rất lớn. Bà thánh Teresa hài đồng Giêsu, bà thánh Faustina và còn rất nhiều vị thánh nhỏ bé khác mà Chúa đã trao cho các bà những nhiệm vụ đặc biệt. Điều đó chứng tỏ Chúa Giêsu yêu thương những người đơn sơ, nghèo khổ, vì chính Chúa Giêsu cũng đã sống với đời khó khăn, nghèo khổ như Chúa đã nói: con chim có tổ, con chuồn có hang, mà người không có chỗ gối đầu. Chúa chỉ yêu thương những kẻ đơn sơ, chất phác và có một cuộc sống ngay lành, không phải làm lớn, sang trọng mà được đổi linh hồn cả đâu. Chúa chỉ xét công và tội, nhiệm vụ được giao phó có hoàn thành hay không. Đó là triết lý cuộc sống ở thế gian là như vậy. Truyền tích thứ 73: chuỗi hạt mân côi với trung tâm hành hương Mễ Du, Nam Tư. Lịch sử và địa lý làng Medjugorje ở Nam Tư thì ai cũng biết, vì đây là nơi hành hương đứng thứ ba trên thế giới hiện nay. Ngoại trừ Fatima, Lộ Đức thì phải kể đến Mễ Du, là nơi mà ngày nay đã có rất nhiều người Công giáo khắp năm châu đến đây kính viếng Đức Mẹ. Có một điều rất lạ là Đức Mẹ đã hiện ra từ ngày 24 tháng 6 năm 1981 cho đến nay mà vẫn chưa chấm dứt. Đó là một sự kiện vô cùng lạ lùng. Do đó mà nhiều người đã đòi hỏi phải có sự công nhận của Hội Thánh. Sở dĩ Hội Thánh chưa mở cuộc điều tra là vì Đức Mẹ vẫn còn tiếp tục hiện ra. Khi nào chấm dứt cuộc hiện ra thì lúc ấy Hội Thánh mới cho mở cuộc điều tra. Tuy nhiên, với những sự kiện vô cùng lạ lùng như vậy, Hội Thánh khôn ngoan cũng không phủ nhận và cũng chưa xác nhận, là vì Tòa Giám mục ở Mostar lên tiếng chống đối. Nhưng theo cha Laurentin, nhà thánh mẫu học, thì quả quyết là sự kiện Mễ Du là có thật chắc chắn 100%. Các em có tên sau đây đã được Đức Mẹ hiện ra tại đồi Potro là Jacob Kolo 10 tuổi, Ivan Razikovic 16 tuổi, Vida 17 tuổi, Ivanka 15 tuổi, Mizana 15 tuổi, Maria Pavlovich 15 tuổi. Khi hiện ra với các em, Đức Mẹ chỉ xưng danh: ta là Mẹ Thiên Chúa và hứa ban hòa bình, tự do cho nhân loại. Hòa bình sẽ được ban cho nhân loại với điều kiện người ta phải sống bằng đức tin, ăn chay sám hối cầu nguyện và năng lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ. Nếu đem so sánh với các lần hiện ra ở Fatima, Lộ Đức, thì sự hiện ra tại Mễ Du là hơn 1.000 lần cho đến nay mà vẫn chưa chấm dứt. Người ta đã đổ về Mễ Du hành hương quá đông đúc, cho đến nỗi đã biến làng này trước kia rất nghèo nàn, nay đã trở thành một nơi thị tứ sầm uất phục vụ cho khách hành hương. Sự biến đổi của những người hành hương cũng thấy rõ. Trước kia họ sống rất khô khan, nguội lạnh, thì nay trở thành đạo hành sốt sắng, biết đọc kinh lần chuỗi mân côi. Năm 1983, có hơn 10.000 thanh niên đi chân không đến Mễ Du hành hương, ăn chay cầu nguyện. Có nhiều người chưa biết chuỗi mân côi là gì, nay đã đeo chuỗi mân côi ở cổ và lần hạt chung với nhau tại nhà thờ
và tại gia đình. Theo một linh mục dòng Chúa Cứu Thế cho biết thì ngay trong công viên nhà thờ có tượng Đức Mẹ Hòa Bình được cung kính dựng lên giữa một vườn hoa đầy màu sắc. Người ta khắp năm châu đã đến đứng quỳ chung quanh lần chuỗi mâng côi rất sốt sắng. Thường thường cứ 5 giờ chiều mỗi ngày, người ta lại tụ tập đông đủ để lần hai chuỗi mâng côi, là năm sự vui và năm sự thương, rồi năm sự mừng để kết thúc thánh lễ và tạ ơn. Nói tóm lại, bất cứ đi đâu, lên núi thánh hay đi dự thánh lễ ở bất cứ đâu, những người hành hương đều lần hạt kính Đức Mẹ, và họ đã được nhìn thấy rất nhiều phép lạ ở đây. Đấy là những kết quả hết sức tốt đẹp do chuỗi mâng côi mà Đức Mẹ đã ban cho con cái Mẹ khi đến hành hương tại Mễ Du. Lời bàn. Có một sự lạ lùng là ở các nơi khác như Fatima, Lộ Đức, La Vang thì Đức Mẹ chỉ hiện ra một thời gian rồi thôi, còn ở Mễ Du cho đến nay Đức Mẹ đã hiện ra hơn 1000 lần mà nay vẫn còn tiếp tục hiện ra. Có thể nói hiện nay Đức Mẹ đang cùng sống chung với nhân loại tại Mễ Du. Các vị thụ khải đã nói Đức Mẹ hiện ra cho đến khi nào có một dấu chỉ xảy ra thì Đức Mẹ mới chấm dứt việc hiện ra. Vậy dấu chỉ đó là gì? Đó là điềm báo một việc quan trọng sẽ xảy ra với nhân loại. Khi nào dấu chỉ xuất hiện thì sẽ có điềm báo trước cho biết, để hết thảy chúng ta ngay từ bây giờ ăn năn sám hối, lần hạt mâng côi và cầu nguyện. Truyền tích thứ 74, chuỗi hạt mâng côi với Đức Mẹ Guadalupe, Mexico. Ảnh Đức Mẹ Guadalupe hầu như được đặt khắp các nhà thờ ở Mỹ, ở Mễ và hầu như khắp các tư gia Công giáo ở Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ, là vì năm 1531 Đức Mẹ đã hiện ra với một người đàn ông đơn sơ chất phác tên là Juan Diego tại làng Guadalupe, cách thủ đô Mexico 3 dặm về phía bắc, truyền cho anh phải về trình Đức Giám Mục xây cất tại đây một thánh đường để kính Đức Mẹ. Đức Giám Mục không tin vì không có gì để chứng minh cụ thể là Đức Mẹ đã phán bảo như vậy. Juan trình bày lại với Đức Mẹ sự việc. Đức Mẹ bảo: Mẹ sẽ ban cho con một dấu chỉ để Đức Giám Mục tin, tức là Đức Mẹ sẽ cho Juan một số lớn hoa hồng đang trong mùa đông để đem về cho Đức Giám Mục. Chính tay Đức Mẹ đã bó những đóa hoa hồng ấy rồi đưa cho Juan đeo vào áo tiên ma để đem về cho Đức Giám Mục. Khi Đức Giám Mục nghe Juan trình bày sự việc và cởi áo tiên ma thì các hoa hồng đổ ra hàng đống trên sàn nhà. Ngay tức khắc, trong áo tiên ma của Juan có hình Đức Mẹ Chúa Kitô tuyệt đẹp. Tất cả đều quỳ xuống tôn kính ảnh Mẹ. Đang lúc bối rối thì Juan cũng ngước mắt lên nhìn ảnh Đức Mẹ, thì giống hệt y như Đức Mẹ đã nói chuyện với anh trước khi anh đem hoa hồng về. Đức Giám Mục đứng lên và ôm choàng lấy Juan và xin lỗi anh về những sự nghi ngờ trước đây. Sau đó, tất cả mọi người đều tham dự cuộc rước ảnh Đức Mẹ về nhà thờ chính tòa. Tất cả đoàn rước vừa đi vừa đọc kinh lần chuỗi mâng côi. Đức Giám Mục và đoàn tùy tùng được hướng dẫn đến tận nơi quan sát địa thế để xây cất một vương cung thánh đường kính Đức Mẹ tại đây. Sau 8 năm từ khi Đức Mẹ hiện ra, đã có 8 triệu người Mễ Aztec trở lại đạo Công giáo. Đức Mẹ Guadalupe đã ban xuống cho dân tộc này biết bao ân lành. Juan Diego qua đời năm 1548 và đã được phong hiện thánh năm 2001 ngay tại thủ đô Mễ Tây Cơ. Cho đến nay, theo nhiều sắc chỉ tòa thánh thì Đức Mẹ tước hiệu Guadalupe không những là bổn mạng của nước Mễ Tây Cơ mà còn là bổn mạng của khắp vùng Bắc Mỹ. Người ta đã tổ chức rất nhiều cuộc rước long trọng đến các nước và tiểu bang Hoa Kỳ để mọi người cung nghinh cầu khẩn cùng Đức Mẹ Guadalupe. Người dân Mễ đặc biệt có lòng sùng kính Đức Mẹ Guadalupe, cho đến nỗi khi đọc kinh rước tượng ảnh Đức Mẹ thì họ đều quỳ gối, lần chuỗi mâng côi và đi giật lùi. Người Mễ có lòng sùng kính Guadalupe cho nên họ thường xuyên lần hạt kính Đức Mẹ. Chúng ta thấy người Mễ thường đeo chuỗi hạt ở cổ, treo lên xe và nhất là chỗ công viên, cửa hàng, chợ búa, họ đều có vẽ ảnh Đức Mẹ Guadalupe. Lời bàn. Theo như giáo lý Công giáo thì Đức Mẹ nào cũng chỉ là một Đức Mẹ. Có
có các tước hiệu, tước phẩm khác nhau. Thí dụ, Đức Mẹ Fatima thì cũng là Đức Mẹ Lộ Đức, cũng là Đức Mẹ Guadalupe, chỉ khác nhau ở các tước hiệu, tước phẩm mà thôi. Đức Mẹ hiện ra ở Fatima thì gọi là Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức thì gọi là Đức Mẹ Lộ Đức. Cho nên, khi đọc các truyền tích về Đức Mẹ, ta chỉ nên nhớ các địa danh để biết đến Đức Mẹ hiện ra ở đâu mà cầu nguyện cho đúng với yêu cầu ở nơi đấy. Khi cầu nguyện cùng với Đức Mẹ Lộ Đức thì ta nhớ Đức Mẹ đã phán bảo: ta là nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông. Khi cầu nguyện với Đức Mẹ Fatima thì nhớ Đức Mẹ đã truyền bảo phải thi hành ba mệnh lệnh Fatima, còn Đức Mẹ thì chỉ có một mà thôi. Truyền tích thứ 75, Chuỗi hạt mân côi với Tổng hội Hiệp sĩ Đức Mẹ Fatima. Ngày 13 tháng 10 năm 1951, tại Fatima có Đại hội Quốc tế về Thông điệp Fatima. Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 đã cử Đức Hồng y Frederic Tedeschini đại diện ngài đến tham dự đại hội và đọc diễn văn khai mạc. Thêm vào đó có cuộc lữ hành toàn cầu để cầu nguyện cho hòa bình thế giới gồm 1 triệu khách hành hương đến tham dự. Trong dịp này, đại hội đã cho thành lập Tổng hội Hiệp sĩ Đức Mẹ Fatima. Mục đích chính là để tuyển chọn một số những thành phần ưu tú trong giáo hội tham gia vào tổ chức, gọi là Hiệp sĩ Đức Mẹ Fatima, cũng giống như tổ chức Hiệp sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm của cha thánh Maximiliano Kolbe, người Ba Lan, đã hy sinh mạng sống mình để cứu một thanh niên sắp bị giết tại nhà tù Đức Quốc xã. Nhiệm vụ chính yếu của Hiệp sĩ Đức Mẹ Fatima là truyền bá chương trình thực hiện ba mệnh lệnh Fatima mà Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 đã phổ biến cho toàn thể thế giới năm 1942. Thánh hóa bản thân, làm cho người ta biết Đức Mẹ và yêu mến Đức Mẹ. Các hiệp sĩ khi đọc kinh tuyên thệ tận hiến phải cầm thánh giá mà tuyên thệ tận hiến với Đức Mẹ, trao phó hồn xác của cải mình cho Đức Mẹ định đoạt, đồng thời phải hy sinh hãm mình, hy sinh ngày giờ, hy sinh công việc làm ăn trong chốc lát để chỉ đến sinh hoạt với các anh chị em hiệp sĩ Đức Mẹ 1 năm khoảng chừng 6 lần vào các dịp lễ trọng kính Đức Mẹ. Nhiệm vụ hàng ngày của một hiệp sĩ Đức Mẹ Fatima là phải đọc kinh ba mệnh lệnh Fatima: kinh mệnh lệnh 1, kinh mệnh lệnh 2, kinh mệnh lệnh 3, tức là lần hạt 50, trước lễ các ngày thứ 6 và thứ 7 đầu tháng để đền tạ thánh tâm Đức Chúa Giêsu và đền tạ trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. Luôn luôn sống một cuộc sống đạo đức, gương mẫu, được kể là người tốt trong cộng đồng, cộng đoàn. Thực ra, nếu chúng ta có một chút ý chí và tinh thần hiệp sĩ tương đối vững mạnh thì cũng rất dễ dàng gia nhập Tổng hội Hiệp sĩ Đức Mẹ Fatima. Sở dĩ truyền tích chuỗi hạt mân côi có liên quan đến Tổng hội Hiệp sĩ Đức Mẹ Fatima là vì trong chương trình thực hiện ba mệnh lệnh Fatima có mệnh lệnh 3 là lần chuỗi mân côi. Việc lần chuỗi mân côi 50 coi như bó buộc vì đã có lời tuyên hứa như thế. Xin Đức Mẹ là mẹ của các hiệp sĩ ban ơn cho các anh chị đã tận hiến được chu toàn phận sự mà mẹ đã trao phó. Xin cho các anh chị ấy được vững mạnh trên con đường phục vụ cho Đức Mẹ trong tổ chức Tổng hội Hiệp sĩ Fatima. Lời bàn. Hiện nay ta thấy ở Mỹ có rất nhiều tổ chức hiệp sĩ như Hiệp sĩ Columbus, Hiệp sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Chicago, Hiệp sĩ Đức Mẹ Fatima xuất phát từ năm 1951 tại Fatima. Hiệp sĩ là những người quyết tâm theo đuổi một chương trình, một mục đích mà mình đã đề ra. Do đó, Hiệp sĩ Đức Mẹ Fatima là người quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ Đức Mẹ giao phó, làm cho người ta biết Đức Mẹ và yêu mến Đức Mẹ. Truyền tích thứ 76, chuỗi hạt mân côi với Đạo Binh Xanh và Đoàn Thiếu Nhi Fatima. Đạo Binh Xanh là một tổ chức thuần túy tôn giáo được thành lập với mục đích truyền bá các mệnh lệnh của Đức Mẹ tại Fatima
và khuyến khích các Kitô hữu thuộc mọi thành phần thực thi lời mẹ dạy, cải thiện đời sống, lần chuỗi mưng côi và tôn sùng trái tim đau khổ của Đức Mẹ. Nhờ đó, thế giới khỏi chiến tranh tàn phá như lời Đức Mẹ đã hứa. Trái tim mẹ sẽ thắng, nước Nga sẽ trở lại. Danh từ Đạo Binh Xanh hiện nay đã được thay đổi, danh xưng mới là Tông Đồ Fatima, vì một ý nghĩa hết sức sâu sắc là Đạo Binh Xanh là của Đức Mẹ, đối kháng với Đạo Binh Đỏ là Cộng sản. Để tránh sự hiểu lầm, Đạo Binh Xanh là một đơn vị quân đội có trang bị vũ khí, chống với đơn vị quân đội đỏ, Hồng Quân. Chúng ta cũng nên tìm hiểu nguồn gốc Đạo Binh Xanh. Năm 1947, Linh Mục Harold V. Congan, cha sở họ Đạo Flanfield, Hoa Kỳ, bị đau nặng phải vào bệnh viện. Bệnh tình hết sức nguy hiểm. Ngài khấn với Đức Mẹ, nếu mẹ cho con khỏi bệnh, con hứa với Đức Mẹ dâng cả cuộc đời còn lại của con để truyền bá những mệnh lệnh của mẹ tại Fatima, để cầu xin cho nước Nga trở lại. Đức Mẹ đã nhận lời ngài cầu khẩn và cho ngài được khỏi bệnh. Giữ lời hứa, cha đã vận động thành lập một tổ chức lấy tên là Đạo Binh Xanh. Nhiều người gia nhập tổ chức của cha rất đông. Một giáo hữu rất có khả năng tên là Harper đã đứng ra cộng tác với cha, thiết lập trụ sở và một nhà nguyện tại Washington, New Jersey, và lập một nhà nguyện quốc tế tại trung tâm Fatima như Đức Mẹ đã dạy ở Fatima năm xưa. Khi hiện ra với ba thánh trẻ, điều kiện để được gia nhập tổ chức Đạo Binh Xanh là hàng ngày phải lần chuỗi mân côi 50, sống đạo đức gương mẫu, thánh hóa bản thân và gia đình. Trước lễ 5 ngày thứ bảy đầu tháng như Đức Mẹ đã phán bảo khi hiện ra với ba thánh trẻ. Hiện nay tại nhiều giáo xứ, cộng đoàn, nhiều nơi cũng có tổ chức Đạo Binh Xanh có cờ hiệu thường mang tên là Blue Army. Ngoài Đạo Binh Xanh ra, hiện nay cũng có nhiều nơi có một tổ chức khác nữa cũng thuộc về Đức Mẹ Fatima, gọi là Thiếu Nhi Fatima. Đoàn Thiếu Nhi Fatima là một tổ chức quy tụ một số em từ 6-7 tuổi trở lên để hướng dẫn các em có một đời sống đạo đức, năng lần chuỗi mân côi như Lucia, Francisco và Jacinta năm xưa. Thường thường, xứ đạo nào ở Los Angeles cũng đều có Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và Đoàn Thiếu Nhi Fatima. Lời bàn: nếu các bậc phụ huynh học sinh ý thức sớm được là ngay từ bây giờ phải cho các em gia nhập một trong hai đoàn thể, Thiếu Nhi Thánh Thể hay là Thiếu Nhi Fatima, để các em được hướng dẫn chu đáo, có đức tin, biết yêu mến Thánh Thể và yêu mến Đức Mẹ Fatima, để biết lần hạt mưng côi càng sớm càng tốt. Sau này, cha mẹ khỏi phải lo con cái mình, vì dù sao, khi con cái đã có đức tin khá rồi, thì sau này lớn lên, chúng nó vẫn còn đức tin, không sợ chúng mất linh hồn. Truyền tích thứ 77: chuỗi hạt mưng côi với các thánh tử đạo. Nói về chuỗi hạt mưng côi với các thánh tử đạo thì thật là quá thừa trong loạt bài này, là vì thánh tử đạo nào mà chẳng lần chuỗi mưng côi kính Đức Mẹ trước khi ra pháp trường để bị chém, bị bắn, bị lăng trì, bị hỏa thiêu. Nhưng mục đích chúng tôi nói lên để các bạn thấy chuỗi mưng côi có sức mạnh vạn năng là dường nào. Chuỗi hạt mưng côi với các thánh tử đạo được coi là những liều thuốc an thần, là sức mạnh làm cho các ngài coi cái chết nhẹ hơn lông hồng. Trong truyền tích các thánh tử đạo từ trước đến nay, không chỉ ở Việt Nam mà tại nhiều nước khác trên thế giới cũng vậy. Các thánh trước khi ra pháp trường đều một lòng chăm chú cầu xin Chúa ban sức mạnh và lần chuỗi mưng côi kính Đức Mẹ, dâng cho Đức Mẹ giây phút cuối cùng của cuộc đời trần thế. Hầu hết các thánh, linh mục cũng như giáo dân, các đạo trưởng, người ngoại quốc cũng như các thầy giảng, linh mục Việt Nam, các chủng sinh, tất cả một lòng trông cậy vào Đức Mẹ và siêng năng lần chuỗi mưng côi cho đến khi bị xử giảo, lăng trì, chém đứt đầu, đều cầm chuỗi hạt trong tay. Có thể nói là hầu hết 117 vị thánh tự đạo đều lần chuỗi mưng côi trước khi chết. Ở đây chúng tôi đặc biệt nêu cao gương sáng của 6 vị thánh tự đạo đã rất can trường khi bị thiêu sống. Đối với các thánh tự đạo thì khổ hình nào cũng ghê sợ, nhưng có lẽ hình phạt thiêu sống là một hình phạt nặng nhất. 6 vị thánh bị thiêu sống này chỉ là những giáo dân bình thường, không phải là đạo trưởng, tu sĩ gì hết.
đa số làm nghề đánh cá và làm nghề thợ mộc, đó là các thánh anh hùng sau đây: Đa Minh Toại, Ngư Phủ; Đa Minh Huyên, Ngư Phủ; Phêrô Đinh Văn Dũng, Ngư Phủ; Phêrô Đinh Văn Thuần, Ngư Phủ; Vinh Sơn Dương, viên chức ấp xã trong làng; Phêrô Đa, thợ mộc. Do chiếu chỉ của vua Tự Đức, các thánh anh hùng này đã bị thiêu sống vào ngày 5 tháng 6 năm 1862 trước sự chứng kiến của rất đông người. Các ông bước vào củi tre và chờ đợi, tay cầm chuỗi hạt mân côi, cất tiếng cầu nguyện thật lớn rồi can đảm bước lên giàn hỏa thiêu. Trong khi ngọn lửa phần phật bốc cao, trong ngọn lửa hỏa thiêu, các ngài đã tỏ ra hết sức bình tĩnh trong lời cầu nguyện, phó thác mình trong tay Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria. Thật không có gương anh dũng nào sáng chói như sáu vị anh hùng tử đạo đã bị thiêu sống. Cảm động trước cái chết hết sức đau thương của sáu vị anh hùng tử đạo Việt Nam và cái án phạt hết sức dã man của vua quan lúc bấy giờ, xin để tặng bài thơ sau đây kính dâng lên sáu vị thánh, lấy chữ đầu tên của các ngài: Toại nguyện vinh danh Chúa trên trời, huyên náo trần ai mặc kệ đời, dũng cảm đứng lên ngọn lửa đốt, thuần hành thán phục chí không lời, dương gian là chốn đầy đau khổ, đa chuân gạt lệ quyết vui tươi, cảm mến thay anh hùng tử đạo, huy hoàng thuyên quốc chói sáng người. Lời bàn: đã đành rằng hình phạt mà vua chúa thời bấy giờ bày ra để trừng phạt những người theo đạo Chúa là hết sức dã man, tại sao họ lại không áp dụng những phương pháp tương đối nhân đạo hơn một chút, chẳng hạn đao phủ chém đứt đầu, vừa nhẹ nhàng vừa mau chết, họ lại đem ra thiêu sống, tội tình gì mà lại áp dụng những hình phạt quá dã man như vậy? Đằng nào thì các ngài cũng phải chết, mà chết dã man như vậy là cái dây thòng lọng buộc vào cổ vua chúa và đời con đời cháu của họ sau này. Đáng lẽ Việt Nam không mất nước, nhưng vì đã quá dã man đối với người dân Công giáo và đối với các đạo trưởng người Pháp, cho nên người Pháp kiếm cớ để thôn tính Việt Nam. Truyện tích thứ 78, chuỗi hạt mân côi với tính điều Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Ngày 11 tháng 10 năm 431, công đồng Efeso dưới triều đại Đức Giáo Hoàng Celestino đệ nhất đã long trọng tuyên bố tính điều Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Đồng thời công đồng này cũng kết án Nestorius và tuyên bố Đức Chúa Giêsu có một ngôi là ngôi hai và Đức Bà Maria là Mẹ Thiên Chúa. Sau khi công bố tính điều cao trọng này của Đức Mẹ thì toàn dân thành Efeso đã ăn mừng ngợi khen và tổ chức rước kiệu rất trọng thể để tung hô vạn tuế tước hiệu Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Kể từ đó, tước hiệu Diotokos, Mẹ Thiên Chúa, được toàn thể giáo hội chấp nhận và tôn sùng. Do đó mà chúng ta thấy trong kinh kính mừng ở vế 2: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con, là lời xưng hô Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Hằng ngày chúng ta lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ, chúng ta phải đọc đi đọc lại bao nhiêu kinh kính mừng là bấy nhiêu lời xưng hô Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Nếu chúng ta lần một chuỗi hạt mân côi 50 thì chúng ta đọc 50 lần Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời. Nếu chúng ta đọc đủ một tràng 4 chuỗi thì chúng ta phải đọc tới 200 lời chúc tụng Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời. Xem ra như thế, hằng ngày chúng ta lần hạt 50, 100, 150 hay 200 thì chúng ta liên tục tôn hô Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa 50, 100, 150, 200 lần như vậy. Trong các tước phẩm, tước hiệu cao nhất của Đức Mẹ thì không có tước phẩm nào cao quý bằng tước phẩm Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Thiên Chúa là đứng cao sang quyền phép vô cùng tạo dựng nên vũ trụ này, mà Đức Mẹ còn là Mẹ của Thiên Chúa thì thử hỏi còn chức tước nào cao sang hơn nữa. Nói đến Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa thì hết rồi, còn gì cao sang quyền phép hơn nữa. Vậy chuỗi hạt mân côi luôn luôn gắn liền với tước phẩm cao sang ấy, thì thử hỏi còn kinh nào cao trọng hơn và đẹp lòng Đức Mẹ hơn là kinh kính mừng. Lời bàn: trong nhiều truyện tích trên đây, có người chỉ vì mỗi ngày đọc một kinh kính mừng mà Đức Mẹ đã cứu cho khỏi mất linh hồn,
huống chi chúng ta vào hội Mân Côi hằng ngày kính Đức Mẹ bằng lần chuỗi Mân Côi thì còn gì là hạnh phúc cho bằng. Do đó chúng ta không nên bỏ lỡ cơ hội nào mà không lần chuỗi Mân Côi. Đi xe, đi tàu, đi máy bay, ngồi không cũng vô ích. Cho nên lúc này là lúc cần lấy chuỗi Mân Côi ra đọc kinh, xin Đức Mẹ gìn giữ chúng ta đi đường bằng an, đi đến nơi, về đến chốn. Truyền tích thứ 79, chuỗi hạt Mân Côi với tính điều Đức Mẹ hùng sát lên trời. Ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 tuyên bố sắc chỉ Munificentissimus Deus, tuyên bố tín điều Đức Mẹ hùng sát lên trời. Đây là một sự kiện vô cùng quan trọng, vì trong các ngày lễ kính Đức Mẹ trong năm thì lễ Đức Mẹ hùng sát lên trời là lễ long trọng nhất. Cả giáo hội Công giáo cũng như giáo hội Đông phương đều tổ chức rước kiệu rất quan trọng. Riêng tại Roma thì ngày lễ này được Đức Giáo Hoàng cử hành thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả. Sau đây là ý nghĩa sắc chỉ Munificentissimus Deus. Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, đã hoàn tất nhiệm vụ ở trần thế, được Thiên Chúa cất rước cả hồn lẫn xác về hưởng vinh quang trên thiên quốc. Theo sự tin tưởng của các thánh tông đồ xưa, Mẹ đầy ơn phước hơn mọi người nữ là Mẹ Thiên Chúa, trinh nữ tuyệt đối vô nhiễm nguyên tội, từ thuở đầu thai thì phải được hưởng sự bất khả hư thối, thể xác trong mồ. Để tránh những sự kiện có thể tranh cãi không chính xác về việc Đức Mẹ hồn xác lên trời như cách thức, hoàn cảnh, thời gian, địa điểm như thế nào, Đức Giáo Hoàng chỉ tuyên bố một sự kiện duy nhất: cả hồn và xác Đức Mẹ được Thiên Chúa cho lên trời hưởng vinh quang. Đó là tất cả sự giải thích về tín điều này. Theo truyền thuyết thì có hai vấn đề được đặt ra như sau. Theo giáo hội Đông phương thì Đức Mẹ sau khi Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh chết trên thánh giá thì Đức Mẹ được Thánh Gioan rước về nhà cư ngụ tại thành Ephesus, nay thuộc lãnh thổ nước Thổ Nhĩ Kỳ, và Đức Mẹ cũng qua đời tại đấy năm ngày 72 tuổi. Còn theo thánh truyền Công giáo thì Đức Mẹ qua đời tại nhà Tiệc Ly, nơi mà Đức Chúa Giêsu đã lập bí tích thánh thể trước hôm ngày chịu nạn. Và sau khi Chúa về trời rồi thì Đức Mẹ vẫn cư ngụ tại Jerusalem cho đến khi ngài qua đời. Khi đi hành hương, chúng tôi đã đến nơi Đức Mẹ an nghỉ và được rước cả hồn lẫn xác lên thiên đàng. Theo tài liệu mà Đức Mẹ đã nói với chân Pháp Ajeda thì 3 ngày trước khi Mẹ từ giã cõi đời, các tông đồ và môn đệ tề tụ tại Jerusalem để vĩnh biệt Đức Mẹ. Đức Mẹ yên ủi các ngài và hứa sẽ bảo vệ hội thánh cho đến cùng. Ở đây chúng tôi không đề cập đến nội dung của tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời, cho bằng sự liên quan mật thiết giữa tín điều và chuỗi hạt Mân Côi như thế nào. Trong 20 ngắm về chuỗi hạt Mân Côi thì mùa mừng có 2 ngắm liên quan đến tín điều Đức Mẹ hùng sát lên trời, đó là ngắm thứ 4. Thứ 4 thì ngắm Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời, ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ. Và ngắm thứ 5, Đức Chúa Trời thượng Đức Mẹ trên trời, ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Mẹ trên nước thiên đàng. Như vậy khi lần chuỗi Mân Côi mà chúng ta ngắm 5 sự mừng thì chúng ta nhắc đi nhắc lại 2 lần tín điều Đức Mẹ hùng sát lên trời. Suy như vậy chúng ta mới thấy rằng lần chuỗi Mân Côi không những chỉ suy ngắm các sự mầu nhiệm của Chúa Giêsu và Đức Mẹ trong trọn cuốn sách Tân Ước, mà còn suy ngắm về 4 tín điều mà Hội Thánh đã định tính về Đức Mẹ nữa. Lời bàn: khi lần chuỗi Mân Côi là chúng ta ôn lại tất cả nội dung cuốn Phúc Âm Tân Ước cao quý thay. Không những thế, chúng ta còn đọc đi đọc lại và suy ngẫm 4 tín điều Đức Mẹ thì thật là cao siêu, làm đẹp lòng Đức Mẹ hơn tất cả các kinh khác mà ta đọc dâng lên cho Đức Mẹ. Cho nên khi hiện ra ở Lộ Đức cũng như ở Fatima, Đức Mẹ đều nói các lời chúng con cầu nguyện dâng lên cho Mẹ. Không lời kinh nào làm đẹp lòng Mẹ cho bằng kinh Mân Côi. Vậy để làm đẹp lòng Đức Mẹ thì thiết tưởng chúng ta hết thảy hãy gia nhập hội Mân Côi và năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ là tốt nhất. Truyền tích thứ 80,
chuỗi hạt mân côi với tính điều đức mạng vô nhiễm nguyên tội. Ngày 8 tháng 12 năm 1854, tại đền thờ Thánh Phêrô, trước mặt hàng ngàn giáo hữu, Đức Giáo hoàng Pio thứ 9 trong suốt buổi thánh lễ đặc biệt sau khi đọc phúc âm đã tuyên đọc sắc chỉ Ineffabilis Deus. Trong sắc chỉ đó, Đức Thánh Cha đã định nghĩa tính điều đức mạng vô nhiễm nguyên tội như sau: Ta tuyên bố, ta phân định và xác nhận rằng giáo thuyết về Đức Trinh Nữ Maria ngay từ lúc đầu tiên dựng thai trong lòng mẹ bởi một hồng ân và đặc ân Thiên Chúa cao cả, vì công nghiệp của Chúa Kitô đấng cứu thế nhân loại gìn giữ cho Đức Mẹ khỏi mọi vết nhơ của nguyên tội, là một giáo thuyết do Chúa mặc khải. Vì thế mọi giáo hữu phải vững vàng mãi mãi tin như vậy. Sau khi tuyên bố tính điều này thì cũng còn nhiều phe phái chống đối, cho mãi đến ngày 25 tháng 3 năm 1858, Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, nước Pháp, xác nhận ta là nữ vương vô nhiễm nguyên tội. Vậy tại sao chúng tôi lại đưa vấn đề này ra để nói về sự liên quan đến chuỗi mân côi với tính điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội? Như chúng tôi đã biết, khi hiện ra với Benedicta tại hang Massabile ở Lộ Đức, Đức Mẹ thường lần hạt mân côi chung với cô trước khi mẹ phán bảo bất cứ điều gì. Nhưng mãi đến lần hiện ra thứ 17 vào ngày lễ Đức Mẹ truyền tin thứ tư ngày 25 tháng 3 năm 1858, Đức Mẹ mới nói rõ với cô: Ta là đứng chẳng hề mắc tội tổ tông, có nghĩa là ta là nữ vương vô nhiễm nguyên tội. Ngoài ra, khi lần chuỗi mân côi, chúng ta cũng nên suy nghĩ một vấn đề hết sức quan trọng như sau. Trong Kinh Kính Mừng có câu: Bà có phước lạ hơn mọi người nữ. Vậy nếu Đức Mẹ mắc tội tổ tông như chúng ta thì đâu có còn phúc lạ hơn mọi người nữ nữa. Do đó, chính lời chào của bà Isabel là câu nói được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần, cho biết Đức Mẹ là người nữ đặc biệt, không hề vướng mắc tội tổ tông. Vậy khi lần chuỗi mân côi, chúng ta hằng đọc Kính Mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Đọc bao nhiêu Kinh Kính Mừng là tuyên xưng Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội bấy nhiêu lần. Ở đây chúng ta cũng cần phải khảo cứu thêm lý do nào mà Thiên Chúa phải ban cho Trinh Nữ Maria tước phẩm vô nhiễm nguyên tội. 1. Đức Maria là nữ tử duy nhất của Đức Chúa Cha, vì chính mẹ đã tuyên nhận mẹ được xuất hiện từ đấng tối cao, mẹ được sinh ra trước hết mọi người. 2. Đức Mẹ là mẹ chí ái của ngôi con, vì Thiên Chúa là đứng trong sạch vô cùng, cho nên chỉ có một người mẹ không hề lây vướng tỳ ố vết nhơ nào mới xứng đáng làm mẹ ngôi con, tức là ngôi hai Thiên Chúa nhập thể. 3. Đức Maria là bạn cực sạch trước yêu dấu của ngôi ba Thánh Thần, Đức Chúa Thánh Thần ngự xuống trong lòng Đức Mẹ cốt để tác tạo thân xác thanh vẹn của Chúa Giêsu do thân xác thanh sạch của mẹ Maria. Như lời Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel tuyên báo, Thánh Linh sẽ ngự xuống trong lòng Trinh Nữ. Như vậy, thân xác của mẹ Maria phải thật sự trong sạch và vẹn toàn thì mới xứng đáng được Chúa Thánh Thần dùng để tác tạo thánh thể của Chúa Giêsu. Lời bàn: Khi ta lần chuỗi mân côi, đọc một kinh lạy cha, 10 kinh kính mừng và một kinh sáng danh, cùng suy ngẫm 20 sự mầu nhiệm trong Tân Ước, cuộc đời của Chúa Giêsu, của Đức Mẹ và các sự mầu nhiệm trong đạo, các tính điều Đức Mẹ, thì hỏi có kinh nào cao trọng và sốt sắng, đầy đủ ý nghĩa hơn khi ta lần chuỗi mân côi không? Do đó, khi ta thấy Đức Mẹ nói mẹ rất yêu thích những chuỗi hạt mà chúng con dâng lên cho mẹ, chúng ta không ngạc nhiên gì vì một bản kinh rất đơn sơ mà được nhiều ân ích như vậy.